Tăng Duy Tân là ca sĩ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả sau loạt bản hit đình đám. Mới đây, anh bất ngờ thừa nhận có con gái giấu kín khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Tăng Duy Tân công khai con gái 7 tuổi khiến khán giả ngỡ ngàng. Nam ca sĩ nhấn mạnh chuyện đã có con nhưng giấu kín làm ai nấy đều tò mò. Cụ thể, nam ca sĩ xuất hiện với một bé gái với nhan sắc xinh đẹp như búp bê. Trong lúc trò chuyện cùng khán giả, chủ hit cắt đôi nỗi sầu chia sẻ: "Thật ra anh giấu mọi người từ rất lâu rồi, anh đã có con, đây là con gái anh đã có con rồi. Anh giấu mọi người đấy, đây là Cherry và cũng là talent bé nhất của anh sẽ nuôi bé đến năm 18 tuổi. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, Cherry An Nhiên chỉ là con nuôi của Tăng Duy Tân, khán giả háo hức kỳ vọng trong tương lai gần, hai ba con cùng kết hợp một dự án nghệ thuật nào đó. Trong video, con gái nuôi của Tăng Duy Tân khiến dân tình suýt xoa vì có gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, cùng đôi mắt to tròn, nhìn xinh đẹp hệt búp bê sống. Rất nhanh, khán giả đã nhận ra cô bé chính là Cherry An Nhiên, mẫu nhí đắt sâu nhất nhì làng giải trí Việt hiện tại. Nhóc tỷ được các nhà thiết kế đình đám tin tưởng, lựa chọn làm vedette trong nhiều show diễn, nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ngoài ra, cô nhóc còn là diễn viên nhí được yêu thích đặc biệt trên sóng giờ vàng VTV. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Cherry An Nhiên đã bỏ túi ra tải phim ảnh khủng, khiến nhiều người phải trầm trồ như Hương Vị Tình Thân, Đừng Làm Mẹ Cáo, Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Vì được nhiều nhãn hàng, đơn vị sản xuất săn đón nên Cherry An Nhiên có lịch trình biểu diễn dày đặc. Từ đó, trên nhiều diễn đàn mạng xuất hiện lời đồn cô bé bị phụ huynh lạm dụng sức lao động của con. Đối mặt với những nghi ngờ, mẹ Cherry An Nhiên khẳng định: "Bản thân tôi không thiếu tiền và không nghèo đến mức phải bắt con đi cày để kiếm tiền về cho mẹ. Thực sự là tôi đã nhìn thấy được đam mê của con, một đứa trẻ không đam mê chắc chắn nó sẽ không chịu hợp tác, thậm chí là khóc lóc để phản kháng, và dĩ nhiên đi diễn từ năm 2 tuổi như thế thì càng là điều khó xảy ra. Nhưng An Nhiên nhà mình trộm vía là con rất chịu hợp tác nên hoàn toàn sẽ không có chuyện mẹ bắt ép hay lạm dụng sức lao động của con." Tăng Duy Tân sinh năm 1995, được biết đến qua nhiều bản hit như Cắt Đôi Nỗi Sầu, Bên Trên Tầng Lầu, Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bật Tình Yêu Lên, Tình Đầu. Từ một hiện tượng mạng, nam ca sĩ quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau 4 năm bén duyên với ca hát, tên tuổi của anh ngày càng đến gần hơn với đông đảo khán giả. Thời gian qua, Tăng Duy Tân liên tục xuất hiện trong các sự kiện, chương trình ca nhạc và những giải thưởng âm nhạc lớn. Ai nấy đều cho rằng anh thực sự là một nghệ sĩ tài năng và có tâm huyết với nghề. Về đời tư, anh chưa từng kết hôn và cũng chưa từng công khai việc hẹn hò với bất kỳ ai suốt nhiều năm qua. Dù vậy, thời gian qua, trên các hội nhóm chuyên bàn luận về showbiz xuất hiện các bài đăng nghi vấn Bích Phương đang hẹn hò cùng Tăng Duy Tân. Theo đó, cả hai thường xuyên diện đồ, phụ kiện đôi cùng nhau. Không chỉ thế, Tăng Duy Tân còn lái chiếc xe phân khối có mẫu mã tương tự xe mà bố Bích Phương chụp ảnh. Thậm chí, netizen còn nhìn thấy ảnh Tăng Duy Tân đến nhà Bích Phương chơi, có mặt cả mẹ ruột của nữ ca sĩ. Điều này khiến khán giả tin rằng cặp đôi đang có mối quan hệ hết sức mặn nồng và được sự ủng hộ từ phía gia đình.